Kibu sẽ hát cùng Pháp Kiều tại Rap Việt On Star Concept. Rap Việt On Star Concept 2023 là sự kiện được cộng đồng yêu rap và hip hop săn đón hàng đầu hiện nay. Mới đây, ban tổ chức Rap Việt On Star Concept 2023 đã chính thức công bố Kibu sẽ tham gia concept với tư cách nghệ sĩ khách mời. Thông tin lập tức khiến khán giả xôn xao. Kể từ khi giành chiến thắng tại tỷ tỷ đạp giá rồi sống, cái tên Kibu phủ sóng mạnh mẽ trở lại trong nước, nhận được nhiều phản ứng tích cực. Việc Kibu xuất hiện tại Rap Việt All Star Concept cũng khiến khán giả tò mò về vai trò cụ thể của cô nàng. Có thể cô sẽ mang đến bản mashup các bạn hit trước đó, cũng có thể là dịp nhá hàng về sản phẩm mới kể từ khi trở lại Việt Nam, hoặc thể hiện trình độ rap bằng một bản rap nào đấy. Bên cạnh đó cũng có khả năng cao cô sẽ có màn collab với một trong số các rapper của mùa ba Rap Việt. Đáng chú ý, ngay sau khi poster của Kibu được lên sóng, Pháp Kiều cũng đã chia sẻ lại tấm poster này với một biểu tượng ẩn ý. Không loại trừ khả năng Kibu và Pháp Kiều cũng sẽ có một màn kết hợp đặc biệt nào đó. Màu sắc tắc kè hoa của Kibu và Pháp Kiều khá tương đồng. Thông điệp về sự đa dạng của cả hai cũng không cách xa nhau. Bên cạnh đó, bản rap đầu tiên mà Pháp Kiều mang đến ở vòng 1 Rap Việt chính là dựa trên ca khúc Đóa Hoa Hồng của Kibu, nên việc cả hai kết hợp trên sân khấu càng có khả năng cao sẽ diễn ra. Rap Việt All Star Concept 2023 quy tụ hơn 200 nghệ sĩ với hơn 40 tiết mục đến từ các huấn luyện viên, giám khảo, top chính Rap Việt mùa 3. Một số tên tuổi gây chú ý khác của chương trình cũng như những nghệ sĩ hỗ trợ được yêu thích như Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Mira Trần, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, Lee Win,